Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video buổi chiều ngày 25 tháng 8 năm 2022. Bây giờ là 14 giờ 30 phút. Lời nói đầu tiên, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Trong video chiều ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục đi cập nhật toàn cảnh của dự án Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, đặc biệt là công trường Quách Thị Trang cũng như là đại lộ Lê Lợi. Tiến độ của chiều ngày hôm nay đến đâu thì mình sẽ cập nhật toàn cảnh ở khu vực trung tâm để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn được xem ha. Phía trước màn hình của chúng ta là đường Lê Lai đi về bên ngã 6 Phù Đổng, cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm qua thì bùng binh Quách Thị Trang cũng đã bắt đầu dần dần tháo dỡ một số hàng rào trắng ở phía bên ngoài. Thì không biết ngày hôm nay công trình đến đâu thì mình sẽ bắt đầu di chuyển theo hướng này để chúng ta đi về bên trục chính của trung tâm. Đây là góc nhìn từ đường Lê Lai nhìn về bên chợ Bến Thành. Các anh em công nhân vẫn đang trong quá trình để mà tháo dỡ các cái rào chắn cũng như là các cái công đoạn mà san lấp cái vỉa hè đường Lê Lai này các bạn, để trả lại mặt bằng trước ngày 2 tháng 9 năm nay. Đây là những hình ảnh cận nét nhất mà được Tường Vũ Channel cập nhật để gửi đến cho quý vị và các bạn được xem ha. Máy móc thiết bị công nhân đang tăng tốc làm việc quá trời luôn nè. Xe múc, này là xe múc xe lu. Thời tiết tại Sài Gòn bắt đầu đang chuẩn bị mưa rồi. Không biết là mình có cập nhật hết cái video clip trong buổi chiều ngày hôm nay toàn cảnh tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn được xem ha. Đây là công trường Quách Thị Trang. Phía bên trong thì đang tái lập bùng binh. Gió quá mạnh. Chắc lẽ trời chuẩn bị đổ mưa rồi. Máy móc thiết bị công nhân đang tăng tốc làm việc tại công trường này gấp rút cho nó gọn nhất để kịp ngày 2 tháng 9 quốc khánh năm nay, cô chú chị và các bạn. Thì gió rất mạnh, có lẽ là chiều nay sẽ có một cơn mưa lớn rồi. Cho nên mình sẽ tranh thủ để mà đi cập nhật nhanh gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn ha. Bên trong thì anh em công nhân đang san lấp để mà tái lập bên công trường Quách Thị Trang trong buổi chiều ngày hôm nay. Đây các bạn, rất thông thoáng luôn. Mưa rồi, trời đổ mưa rồi các bạn. Trời mưa lớn rồi, chắc mình phải đi vào bên phía bên trong lòng lề đường để cập nhật hết trong buổi chiều ngày hôm nay xem như thế nào. Trời mưa nhanh quá. Gió rất lớn luôn.
Phía bên trong chợ Bến Thành thì giờ khách rất là đông luôn. Gió mạnh quá. Đây là đường Phan Bội Châu. Gạch vỉa hè cũng đã lát gần xong 100% rồi. Đây các bạn, gạch vỉa hè trên đại lộ Lê Lợi đã hoàn thành 100% luôn. Trong thì các anh em công nhân người ta đang xây cái bồn trồng hoa ở giữa đó, mà do trời mưa cho nên công nhân người ta đang vào bên trong để mà trú mưa này. Đây là quang cảnh vỉa hè trên đại lộ Lê Lợi đã hoàn thành và rất là rộng luôn. Sau khi vỉa hè này đã làm đẹp và mặt đường Lê Lợi đã hoàn chỉnh thì bắt đầu dần dần những căn nhà ở trên đại lộ Lê Lợi này người ta tiến hành để mà sửa chữa, buôn bán và kinh doanh. Công nhân cũng đang tiến hành để mà xây cái bồn trồng hoa ở giữa lòng lề đường các bạn, nhưng mà không biết là có kịp cái tiến độ ngày 2 tháng 9 hay không. Hôm nay ngày 25 rồi. Hôm nay ngày 25 tháng 8. Thời tiết tại Sài Gòn buổi sáng hôm nay rất là đẹp, nhưng mà bây giờ bỗng nhiên lại mưa ào đến như vậy thì mình cố gắng đi cập nhật nguyên cái đại lộ Lê Lợi này để gửi đến cho quý vị và các bạn được xem ha. Đây nè, người ta đang xây cái bồn trồng hoa ở giữa tim đường đó. Lề đường phía hè dành cho người đi bộ này rất là đẹp luôn, rộng thênh thang các bạn, quá rộng luôn. Trước màn hình của chúng ta là ngã tư đại lộ Lê Lợi với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nam Kỳ Khởi Nghĩa là đường Công Lý ngày xưa. Trời mưa lây bay thôi chứ cũng không phải là mưa lớn lắm các bạn. Ở đây có những thùng rác này của công ty dịch vụ công ích quận 1, người ta để sẵn ở đây rồi, cho nên mọi người sử dụng rác thì cứ để đúng nơi quy định thôi. Thành phố sẽ sạch đẹp, văn minh hơn. Đây là ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
đại lộ Lê Lợi. Hôm nay như vậy là thời tiết mưa sớm đó các bạn, chứ ngày hôm qua thì trời rất nắng đẹp luôn. Trung tâm thương mại Takashimaya. Chưa biết rồi, cái nút giao thông ngay chỗ đây nó cũng hơi lộn xộn một chút xíu này. Với cái giờ mà cao điểm thì lượng xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đổ về, rồi lượng xe trên đại lộ Lê Lợi nữa, thì không biết là và nó có bị xung đột nhau hay không. Lúc đó phải cần lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ phân luồng điều tiết. Bởi vì nếu mà dòng xe đông đúc quá thì nó sẽ bị chắn. Chắn cái đây là Nam Kỳ Khởi Nghĩa Công Lý các bạn. Công Lý. Lề đường này thì rất đẹp rồi. Tự nhiên thì phải chờ để đưa vào sử dụng để xem sao. Nhìn chung các cái căn nhà mặt tiền ở đây cũng đã xuống cấp trầm trọng rồi, và bây giờ người ta sẽ bắt đầu nâng cấp và sửa chữa lên, làm đẹp lên các bạn, chứ còn nó xấu quá. Đây có căn cho thuê nè các bạn, cho thuê nhà. Chúng ta đi lên tới ngã tư đường Baxter và đại lộ Lê Lợi, sau đó mình sẽ quay trở lại cập nhật cái vỉa hè bên kia xem thử là có sửa chữa lại hay không, bởi vì vỉa hè bên kia nhưng nó cũng hơi xuống cấp rồi. Trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là ngã tư đường Baxter và đại lộ Lê Lợi các bạn. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ kênh YouTube Tường Vũ Channel. Đó, cô chú anh chị và các bạn. Những cái bảng xanh ở cái đoạn giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Baxter thì rất là tốt, rất đẹp các bạn. Mình đi sang vỉa hè bên này để xem thử là vỉa hè bên đây cũng xuống cấp rồi, không biết là có sửa chữa lại hay không ta. Đây này các bạn, ngay ngã tư đường Baxter với lại đại lộ Lê Lợi nè. Vỉa hè này nhìn nói chung cũng xuống cấp rồi, gạch nó bị vỡ hết rồi. Theo như mình nghĩ thì cái vỉa hè bên phía gần trung tâm thương mại Takashimaya Sài Gòn Center thì cũng nên làm lại các bạn này, thấy không? Thì nó xấu quá, thì nó không có đẹp, nó cũ mà nó thì nó cũng lung tung quá. Cây xanh thì có nữa các bạn, nhưng mà nó xuống cấp quá rồi.
trước màn hình của chúng ta là những căn nhà trên mặt tiền của đại lộ Lê Lợi. Căn nhà đắt giá luôn các bạn, nhưng mà nói chung cái vỉa hè này nó bị xuống cấp nè. Cây xanh thì có nhưng mà vỉa hè thì hư rồi, gạch nó cũ nó xuống cấp quá các bạn. Trước thấy công nhân cũng đang làm cái đoạn đầu chỗ ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lê Lợi đó các bạn, nhưng mà sao cái đoạn này thấy không có sửa lại nè. Giờ mới có 14 giờ 30 phút mà xe đông quá các bạn. Xe hơi rồi. Đi nghe khu vực này này. Phía trước màn hình của chúng ta là Sài Gòn Square. Xe đông quá. Nối đuôi nhau đi các bạn, hết chỗ đi qua luôn. Thời tiết thì đang bắt đầu đổ mưa rồi. Kẹt xe luôn. Tranh thủ là cập nhật cái bùng binh Quách Thị Trang rồi sau đó mình sẽ tạm dừng cái video trong ngày hôm nay nha cô chú anh chị và các bạn. Trời đổ mưa liên tục luôn. Mưa nhỏ thôi, không mưa lớn các bạn. Đây là các cái bồn trồng cây, trồng bông ở giữa đại lộ Lê Lợi đang tiến hành để mà xây cho nó xong.
rồi sau đó công nhân ta mới đổ đất vào những cái bồn này rồi mới trồng cây được. Không biết là có kịp không đây. Hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp để cho chúng ta đón một cái lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9 Sài Gòn thật là thông thoáng luôn. Người ta xây sau đó người ta mới làm gạch ở lớp bên ngoài các bạn nha. Đó. Mà sao mấy khoảng trống này người ta không làm luôn ta? Này cái đoạn này nó còn trống à. Đúng là người ta phải làm luôn cái đoạn này chứ sao ta bỏ đoạn trống này cứ lên đây người ta làm tiếp thì mình chưa hiểu. Chắc người ta có tính toán gì đó hả? Đó, ta làm cái khung trước. Cái khung bằng sắt sau đó mới đều trộn hồ đổ vào. Hàng nè. Hàng khung sắt này các bạn thấy không? Đi lên chỗ công trường Quách Thị Trang để cập nhật vài hình ảnh ở tại khu vực Bùn Binh này. Ngày hôm qua đã tháo dỡ rào chắn rồi, còn một vài tấm nữa thôi để gửi đến cho quý vị và các bạn tiện theo dõi ha, toàn cảnh luôn. Đây là Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn nè. Mình đang đi bộ trên đại lộ Lê Lợi nha, hướng về bên Bùng Binh Quách Thị Trang ha. Đó, bên kia tháo bung hết rào chắn rồi đó. Rào chắn mặt của đường Trần Hưng Đạo tháo bung luôn các bạn. Dỡ bỏ hoàn toàn nè, thấy không, cực kỳ thông thoáng luôn. Phía bên kia thì công nhân vẫn đang tất bật làm việc. Thì hôm qua cũng tháo rào chắn tới đoạn này rồi các bạn, và hôm nay tiếp tục tháo nữa luôn. Qua đi. Qua để cập nhật một số hình ảnh ở tại đây để gửi đến cho quý cô chú anh chị và các bạn được xem nha. Đó, công nhân người ta đang đào bới sang lắp mặt bằng bên trong nè. À. Phía bên kia là đường Trần Hưng Đạo. One Central Sài Gòn. Mình sẽ cập nhật nhanh vài hình ảnh ở tại Bùng Binh Quách Thị Trang này để cập nhật. Mình sẽ cập nhật một số hình ảnh ở tại công trường Quách Thị Trang trong buổi chiều ngày hôm nay để gửi đến cho quý vị và các bạn được xem ha. Máy móc thiết bị huy động lực lượng nhân công cũng tương đối là nhiều đó các bạn.
trời đang đổ mưa rồi, cho nên mình cập nhật nhanh rồi sẽ tạm dừng cái video clip trong buổi chiều ngày hôm nay. Và có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.